Thưa quý vị, trong khi nhiều nhà vườn trân quý từng giọt nước ngọt để sử dụng tưới cho vườn cây ăn trái trong mùa hạn mặn khắc nghiệt của năm nay, thì tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, một con kênh mương lại bị nước xả thải làm ô nhiễm, bốc mùi hôi thối. Hiện xung quanh con kênh này thì có khoảng 10 hecta lúa, 3 hecta vườn cây ăn trái đang phải đối mặt với tình trạng không có nước tưới. Điều đáng nói là tình trạng ô nhiễm này đã tồn tại nhiều năm rồi. Hiện những bà con nông dân ở đây đang đứng ngồi không yên, và trên màn hình quý vị đang nhìn thấy là ảnh phản ánh mà bà con đã gửi về cho chương trình để xác minh thực hư sự việc như thế nào. Phóng viên của chúng tôi cũng đã có ghi nhận thực tế ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đây là con kênh trăm hai có chiều dài hơn 2,5 km, là nguồn nước tưới tiêu duy nhất cho 10 hecta lúa, 3 hecta vườn cây ăn trái của hơn 50 hộ dân ngụ ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Mặc dù không bị ảnh hưởng mặn nặng nề như các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, nhưng người dân nơi đây đang đối mặt với tình trạng có nước nhưng không thể tưới. Để có thể bơm nước vào cánh đồng 2 hecta lúa OM545 này, ông Lê Tấn Bửu phải canh từng con nước và né giờ cơ sở chăn nuôi heo xả thải ra dòng kênh. Năm nay thì khô hạn dữ lắm luôn, mặn thì xâm nhập, rồi thiếu nước bơm, mà nước ngọt bơm, nhưng mà cái kênh đó quá trời ô nhiễm rồi, tại vì cái chuồng heo mà của Quang Huy á xả ra quá trời dơ rồi. Bây giờ tôi muốn tưới nước vô mà tôi phải canh con nước, cần nước mới tưới vô được. Mà có khi mà ô nhiễm quá mà tôi không tưới vô được luôn, phải canh hoài vậy đó. Tương tự tình trạng ông Lê Tấn Bửu, vườn nhãn IDO của anh Nguyễn Văn Tài cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi con kênh toàn phân heo, không thể tưới tiêu cho vườn cây ăn trái của mình. Nhiều vườn cây ăn trái và hộ chăn nuôi khác cũng chịu chung cảnh này. Bơm nước không được, vô vuông cá mình nè, nước khô trong mương rồi không có điều kiện bơm, thì đem máy ra đặt máy xong rồi nước nó hôi quá, không bơm được, không thể nào bơm vô được. Nước dưới kinh này đó, ra thì ba cái phân heo không đó, đem kỉnh hết trơn. Kỉnh ra là cũng không trồng gì được, chân nuôi cá thì bơm vô thì cá chết. Thất thu trơn chỗ cho thành ra chịu thua luôn. Bơm nước vô dịch gà đang là miễn mà nuôi nhiêu thì buông xuống, là thả xuống là chết hết nhiêu. Không còn con nào chứ. Thả xuống rồi lên là nó rút đầu lại chết hết. Uống nước rồi lên rút đầu chết hết, không còn con nào nhé. Theo người dân cho biết, cơ sở chăn nuôi này với số lượng gần 2.000 con và nằm trong khu dân cư, nhưng chủ cơ sở không xây dựng hệ thống thu gom, xử lý phân và nước thải. Mỗi khi vệ sinh chuồng trại, nước thải và phân heo chảy lênh láng ra ngoài, bốc mùi hôi tanh, ô nhiễm môi trường. Là cái hộ này nuôi là mười mấy năm nay rồi, nó nuôi là một lần vậy đó là 2.000 con, 1.600 con là ít, 1.600, 2.000 con. Nó không có nghĩ rằng là dân của người ta ảnh hưởng là như thế nào, hôi thối hả, ô nhiễm môi trường chỗ nào chứ, thả xuống cái đường kinh vậy đó. Chứ bây giờ thì nguồn nước không có xài được, mà nhà tôi thì ở ngoài đầu kinh, ngoài ruộng nữa mà thả vậy đó. Cháu nội tôi hai đứa, đóng cửa nhà tối ngày quanh năm suốt tháng không bao giờ mở được. Mở ra thì nó thối cái con kinh đó, thì nó đang thui hết trơn. Đó, bây giờ nhờ cấp trên đó là giải quyết dùm cái con kênh này, cái chuồng heo của Quang Huy thả xuống vậy đó. Ô nhiễm dòng kênh, nước tưới tiêu thành nước phân heo. Điều nghịch lý này chẳng hiểu tại sao đang diễn ra trên con kênh trăm hai. Việc chăn nuôi kinh doanh của 50 hộ gia đình ở đây hiện rất cần được tạo điều kiện thuận lợi từ địa phương, ngành chức năng và hộ chăn nuôi trực tiếp liên quan để tạo ra thu nhập chính đáng cho mỗi hộ dân. Tuy nhiên cần phải cân bằng giữa lợi nhuận cá nhân và môi trường sống của cộng đồng. Rất mong vụ việc trên sẽ có kết thúc tốt đẹp, có phần đảm bảo lợi ích các bên và tránh ảnh hưởng đến môi trường.